Cùng i Channel tìm hiểu khí chất con người là gì? Người làm lãnh đạo có khí chất như thế nào? Khí chất của con người không chỉ thể hiện ở bên ngoài mà còn thể hiện ở cách đối nhân xử thế. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết khí chất là gì, khí chất là một đặc điểm cơ bản của hệ thần kinh con người. Nó chính là yếu tố để tạo ra diện mạo nhất định cho toàn bộ hoạt động của con người. Vỏ não của con người sẽ liên kết, điều chỉnh mọi hoạt động ở bên ngoài cơ thể và tác động trực tiếp đến các mối liên hệ với môi trường xung quanh chúng ta ở mỗi người khác nhau thì hoạt động của vỏ não cũng sẽ có những đặc điểm riêng biệt khí chất có thể là do bẩm sinh nhưng cũng có thể là do sự rèn luyện tạo nên khí chất không định trước được tính cách của con người mà chỉ có mối liên hệ chặt chẽ với tính cách các nét tính cách khi được thể hiện ra bên ngoài dưới hình thức là các hành vi xã hội thường sẽ mang sắc thái của khí chất này hay một khí chất khác hiện nay có bốn loại khí chất con người là nóng tính linh hoạt điềm tĩnh và ưu tư trong đó linh hoạt là người có hệ thần kinh mạnh nhưng hai quá trình hưng phấn và ức chế lại cân bằng với nhau những người có khí chất này thường sẽ rất năng động có khả năng ứng biến tốt có tài ngoại giao nhiều ý kiến sáng tạo và sống rất lạc quan tuy nhiên chính vì có sự linh hoạt tốt nên khả năng kiên định kém dễ nản và chóng chán những người có tính sôi nổi sẽ sở hữu hệ thần kinh mạnh hoạt động cường độ cao và ức chế mạnh đồng thời họ cũng có quá trình hưng phấn mạnh mẽ những người có khí chất này thường là người có năng lực hăng hái và có khả năng hoạt động được trong phạm vi lớn tuy nhiên những người này nếu không đạt được mục đích thì sẽ tỏ ra cáu gắt và xấu tính điềm tĩnh là những người này có hệ thần kinh cũng khá mạnh quá trình hưng phấn và ức chế cũng cân bằng tương đối với nhau và không có sự linh hoạt những người điềm tĩnh ít năng động hơn lao động rất trầm tĩnh và luôn giữ phong thái điềm tĩnh trước mọi việc đôi khi hơi khô khan họ là những người khó gần ít nói và không thể hiện thái độ ra bên ngoài những người có khí chất điềm tĩnh lại là những người có chính kiến trung thủy cân nhắc trong mọi tình huống và không hay thay đổi các thói quen tuy nhiên họ lại có rất ít các mối quan hệ bạn bè và khả năng tiếp thu cái mới khá chậm khí chất yêu tư là những người có hệ thần kinh yếu không giỏi thích nghi với việc thay đổi môi trường sống sức chịu đựng kém sống theo cảm xúc và lập trường không vững vàng những người có khí chất này thường không tin vào một thứ gì và cũng không hy vọng vào bất cứ điều gì nhưng bù lại họ lại là những người chăm chỉ làm việc rất cẩn thận và ít làm mất lòng người khác không phải ai sinh ra cũng có tố chất của người lãnh đạo họ phải trải qua quá trình rèn luyện bản thân mới có thể đạt được thành tựu như vậy dưới đây là những khí chất của người lãnh đạo trao quyền không lạm dụng chức vụ của mình để người khác phục tùng các nhu cầu cá nhân hãy trao quyền và hướng dẫn nhân viên của mình thực hiện các dự án hiệu quả và đạt thành tích cao tư duy logic đây là khí chất luôn có ở những người lãnh đạo họ luôn lập luận sắc bén bằng những tư duy logic của bản thân để đưa ra được kết luận không dựa vào cảm xúc không chắc chắn để lựa chọn biết đặt câu hỏi khôn ngoan đây chính là khí chất mà nhà lãnh đạo cần phải có để khai thác triệt để các vấn đề còn tồn động để đi đến cách giải quyết và lựa chọn tốt nhất có trí tuệ cảm xúc đây là yếu tố giúp cho các nhà lãnh đạo có thể thành công trong công việc nó còn cao hơn cả iq và những kỹ năng để mang lại hiệu quả trong công việc luôn trao rồi Học hỏi, những người lãnh đạo thường hay học hỏi, tìm tòi những cái mới để mở mang kiến thức. Giao tiếp tốt, khả năng giao tiếp là khí chất dễ dàng nhận ra nhất của người lãnh đạo. Họ phải trau dồi lâu dài để có kỹ năng đàm phán đặt được hợp đồng với các đối tác kinh doanh và giúp các nhân viên phát triển tốt. i Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 phần 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.